Xin chào quý vị, một lần nữa đây là khoa học gia Hanna Thái Hanh Trần. Và hôm nay cái đề tài mình muốn chia sẻ với quý vị là một cái khoa học tiên tiến nhất thế giới hiện tại dùng để rửa mặt, tên là LumiSpa bởi công ty Pharmanex New Skin. Và thì bây giờ mình xin chia sẻ ngay lập tức cái bài nói chuyện của mình để quý vị có thể thấy rõ hơn ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, đây là những cái tin tức của mình. Nếu mà quý vị nào xem xong cái bài này mà có câu hỏi thì có thể mình có email mình ở đây và mình cũng có cái số điện thoại của mình ở đây. Vâng. Và nếu các bạn nào chưa đăng ký cái YouTube của mình thì làm ơn đăng ký giùm thì mình rất cảm tạ. Vâng. Thì các bạn ạ, cái máy đó, đây là cái hình của cái máy đó và cái kem nhá. Thì đây là cái khoa học tiên tiến nhất mà rửa mặt của mình hiện tại. Là tại vì sao nó là khoa học tiên tiến nhất? Tại vì đây là khoa học, cái máy này đó, nó là về khoa học, dựa vào khoa học chuyển động của tế bào. Và cái kem này á, là khoa học H-Lock. Thành phần của trong kem này là những cái chất hoa thiên nhiên. Và nó có tác dụng H-Lock, tức là ngăn lại cái sự lão hóa của da mặt mình khi mình dùng lâu. Và cái ngoài ra cái máy này có một cái sự khác biệt khác mà nó cũng liên hệ đến cái khoa học gọi là khoa học về sát trùng đó các bạn. Thì nếu mà các dụng cụ các bạn đang dùng ở ngoài kia hiện tại bây giờ nó là bằng chải hay là kể cả những cái spun đó, tức là những cái đồ xốp mềm bằng tay mà bắt cả các bạn rửa mặt mỗi ngày đó, thì nó rất là không có vệ sinh, là tại vì khi các bạn để xuống trở lại trong phòng tắm đó, thì có thể bị khuẩn hay là gì đó nó nhập vô mỗi ngày rồi các bạn lại đưa lên mặt mình ngày hôm sau. Nhưng mà ngược lại đó, cái này đó nó là cái chất silicon và nó trong này nó có nhuộm, nó có được cho vô cái chất bạc và nó có tác dụng là sát trùng một cách tự nhiên. Thành ra mỗi ngày sau khi mình dùng xong, mình rửa rồi mình để nó khô thì nó không có khuẩn với lại vi trùng không có thể nhập được, và do đó cái mặt mình lúc nào cũng được có một cái dụng cụ đã sát trùng mỗi ngày sẵn, vô khuẩn vô trùng mà mình có thể sử dụng một cách an toàn các bạn nhé. Thì đó là mình nói sơ về cái khoa học của cái bộ sản phẩm rửa mặt tiên tiến nhất thế giới này. Và cái sản phẩm này đã tung hoành thị trường cả chắc 3 năm nay rồi các bạn. Thì mình đi tới cái kế tiếp thì đây là cái mà 7 cái lợi ích. Cái máy này đó các bạn, thì mỗi lần mình dùng nó có hai cái chức năng là nó rửa sạch sâu cái da mặt mình và đồng thời nó massage. Nó massage cái da mặt mình thì tí nữa mình sẽ nói cái tác dụng tại sao nó có thể làm được chuyện đó nhá. Rồi nhưng mà có 7 cái lợi ích, hai chức năng và 7 lợi ích. Tái tạo da, mềm mượt da và làm cho da sáng ra hơn, rạng rỡ hơn. Do đó nó cái tên là Lumi. Lumi là luminous, là sáng ra, rạng rỡ ra các bạn. Và spa nó không phải là một cái máy bình thường, mà nó có nghĩa là một cả một cái dụng cụ dựa vào khoa học mà mình không cần cái gì khác để mà mình có thể giúp cho cái da mình. Mình được mỗi lần mình dùng, mình vừa được massage mà mình vừa được làm sạch sâu. Mình đã ký nghĩa spa, các bạn phải nghĩ nó cao hơn là như vậy, nó loại thuộc loại cao cấp. Rồi cái thứ tư là nó làm lỗ nhỏ trên lông của mình, được minh chứng là sau 6 tuần các bạn. Rồi làm cho da tươi sáng hơn ha. Rồi tăng thể tích và mật độ của da, do đó nó làm cho ẩm hơn. Và do đó khi mà cái mặt của mình mà cái mật độ của da được căng ra do cái thể tích giữ ẩm á, thì nó làm cho mình trẻ ra hơn là vì vậy. Và nó thanh lọc da cho mình các bạn nhé. Thì đây là 7 cái lợi ích và hai cái chức năng mà mỗi lần mình sử dụng cái máy LumiSpa này các bạn. Vâng, thì bây giờ các bạn ạ, mình là khoa học gia về xét nghiệm cho nên cái gì mà về minh chứng lâm sàng nó sẽ giúp cho nó rất là lôi cuốn mình. Thành ra đây là một cái bài mà mình rất là chi tiết của công ty Pharmanex New Skin để lên đây để cho mình thấy, nhưng mà mình dịch ra những cái phần quan trọng cho các bạn. Thì theo như cái bài này đó thì có bao nhiêu người nào, mình xin lỗi nhỏ quá, mình không đọc được là 51% và 38% người, 51% nữ và 38% người nam đã được được sử dụng, đã được làm những người mà đem lên làm thí nghiệm. Và những người này thuộc thành phần sensitive skin, tức là da họ thuộc loại da nhạy cảm, tức là cái da mà khó thích ứng với tất cả một cái thứ gì mà được để lên mặt họ hết các bạn. Và họ đã được cho vô để làm cái minh chứng lâm sàng này các bạn. Thì cái điều thì sau một thời gian là bao nhiêu tuần, 7 ngày các bạn, thì cái đã lập ngay lập tức làm sạch da, sạch sâu ha. Và cái cải thiện bền vững hơn nữa xảy ra là đã rất là cao là sau 7 ngày các bạn ha.
và kết luận là sau 14 ngày. Ok, thì các bạn thấy là họ đã cho cái kết quả đó là sự cải thiện làn da ngay sau một lần sử dụng thôi, là thiết bị này đã làm sạch ngay lập tức, và sau 7 ngày sử dụng đó, thì cái độ mềm mại gia tăng một cách đáng kể, rồi chân lông, lỗ chân lông nhỏ lại và kết cấu của da cũng được phát triển một cách tốt hơn. Và sau 14 ngày làm sạch đó là cái độ kết cấu cải thiện có một cái độ thống kê rất là cao các bạn nhé. Thì và kể cả khả năng về làm sạch nữa các bạn nhé. Ok, thì đây là cái kết quả. Và ở đây thì họ cái đầu máy là nó có cái lối di động là ngược chiều đó, thì gọi là biểu diễn chuyển động ngược chiều với cái bề mặt là polymer mềm đó, tức là cái đầu silicon hồi nãy mình nói với các bạn, thì nó chạy đi bên ngoài thì chạy đi như thế này, còn bên trong thì chạy đi như thế này, thì cái đó nó gọi là biểu diễn chuyển động ngược chiều. Vâng, và đây là cái máy lúc mà người ta thí nghiệm của các cái những người mà trong được tuyển mộ để làm thí nghiệm lâm sàng các bạn. Vâng, thì bây giờ các bạn biết rằng hồi nãy mình nói cái khoa học của cái máy đó là cái máy đó nhá, chưa nói tới cái kem, thì nó là khoa học của sự di chuyển của tế bào. Tại vì các bạn nên biết rằng tế bào cũng cần phải giữ cái vóc dáng của nó. Thành ra cái sự các bạn biết rằng là minh chứng y khoa cho biết rằng kể cả con người mình cũng vậy. Mình mà ngồi ù lì thì mình sẽ bị bệnh. Thì khi mà mình di chuyển, mình di động, mình tập thể dục, mình di động thì mình khỏe, thì tế bào cũng vậy đó các bạn. Thì là cái ý nghĩa của con này nó là như vậy. Thì để tiếp tục di chuyển, các tế bào đã sử dụng hệ thống kết dính và co lại cân bằng. Thì mình đây là cái cách mà co di chuyển của tế bào. Đó, thì nói ở đây để biết các bạn thấy rằng tế bào nhìn tưởng là nó không di động, nhưng mà thực sự nó di động 24/24, tại mình không thấy mà thôi. Thì cái này là mình đưa ra cái khoa học di chuyển của tế bào của cái máy là như vậy. Ok, thì các bạn là khoa học gia của New Skin đó, là khi mà họ làm thí nghiệm để coi sự thật là cái cho mình minh chứng cho mình thấy rằng sự di chuyển của tế bào đó, nó cần thiết. Ok, thì đây là cái dụng cụ mà cái dụng cụ mà họ dùng để mà thí nghiệm. Thì đây là cái môi trường dinh dưỡng là thạch, không? Mà nó là collagen đó các bạn. Thì cái đĩa thạch thì tí nữa các bạn sẽ thấy nó chứa tế bào sống và nó nằm ở đây. Rồi cái bản lề là hai cái bản lề này ép để giữ cho nó, để cho khi mà cái máy này nó di động hoặc là cái máy này ở trạng thái tĩnh thì sẽ cái trong khi mà họ làm cái thí nghiệm thì nó là như vậy. Thì cũng như là nhiều mô sống đó, da phát triển mạnh ở trạng thái di động. Và đây là lý do mà tại sao khoa học gia New Skin điều tra về ích lợi của sự chuyển động tế bào các bạn. Đó. Thì bao gồm các nguyên bào sợi của da con người được phát triển trong cái hệ thống gel collagen mà 3D đó, để mà giống như là môi trường sống của da của mình các bạn. Thì đây là cái thí nghiệm để thực hiện để họ đi tìm hiểu. Đó, thử thật xem cái khi mà sự chuyển động nó ảnh hưởng như thế nào với tế bào của mình. Thì hồi nãy các bạn thấy ở cái hình trước là khuôn thạch chứa collagen đó. Thì đây là collagen, đây là thạch nè các bạn ha. Rồi đây là tế bào sống thật sự của con người. Thì mình họ để hai khuôn thạch, thì một anh là được căng thẳng và tĩnh, và một anh là được di chuyển với căng thẳng chu kỳ, tức là ngừng rồi di chuyển. Ok, thì các bạn xem tiếp tục nhé. Thì đây là cái khi mà cái thí nghiệm xảy ra đó các bạn. Thì đây là cái bên cái đĩa mà được để tĩnh nè. Cái tế bào không có được di chuyển gì cả. Thì khi mà tế bào trải qua cái quá trình tĩnh, nó tạo ra cái điều chỉnh giảm biểu hiện gen của hai cái thành phần mà chất đạm rất là quan trọng của da là collagen 1 và cái TGF beta các bạn ha. Rồi thì đó là cái dấu hiệu, và các bạn thấy ngón tay trỏ xuống không, tức là dấu hiệu của cái sự giảm cấu trúc của protein đã bị xảy ra, nói vậy đi. Rồi khi mà ở cái đĩa thứ hai đó thì người ta cho di động rồi tĩnh rồi di động các bạn, thì đã thấy ra ngược lại đó là gọi là căng thẳng có chu kỳ á, căng thẳng rồi có chu kỳ á, thì đã thấy cái biểu hiện của gen mà nó được tích cực, là do đó cái tế bào da của mình đã sản xuất ra bốn cái loại protein là deferrin, bi-glycan, collagen 1 và TGF beta các bạn nhé. Thì đó là cái minh chứng thấy rõ ràng nhá. Rồi các bạn, thì đây là một cái chart, một cái biểu đồ khác để cho mình họ cho thấy so sánh đó các bạn. Thì đây là tĩnh và cái đây là di chuyển. Thì cái TGF beta đây là bốn cái chất đạm nhá. Thì là đã được gia tăng, tĩnh rồi gia tăng và gia tăng so sánh với control, tức là cái mà không có di chuyển đó các bạn, chu kỳ á, và cái anh này. Ok, thì đây cho các bạn thấy là bốn cái chất đạm của da của mình đã được gia tăng sau khi được di chuyển, sau khi được chuyển động trong phòng xét nghiệm các bạn nhé. Thì đây là một cái mà so sánh tương đương với cái biểu đồ của da.
thì các bạn thấy rằng cái TGF-beta đó là một cái loại chính, nó điều hòa cái quá trình sản xuất ngoài da của mình, và nó là một loại protein được tiết ra để thực hiện nhiều chức năng trong tế bào, bao gồm sự kiểm soát sự phát triển của tế bào và tăng sinh tế bào các bạn. Rồi thì cái phần ở dưới này là cái ma trận, cái này gọi là ma trận, nó bổ sung là bao gồm cái collagen. Ha, đây là cái hình dạng này các bạn thấy nó nằm ở đây, và nó là đồng thời là protein elastin và proteoglycan được sản xuất bởi nguyên bào sợi, nguyên bào là tế bào mẹ, rồi sợi là thuộc về da đó các bạn. Đó, thì nó sản xuất ra collagen và các ba cái loại protein kia cho mình. Thì khi mà đây là cái tế bào mà khi mà bị khô và chưa có được sử dụng của máy LumiSpa của mình, và đây là kết quả sau khi sử dụng LumiSpa. Ok các bạn, thì cái sự di chuyển của LumiSpa nó làm cho cái tế bào được di chuyển, và cái kết quả là mình thấy rõ ràng là cái TGF beta đã được điều chỉnh một cách tích cực các bạn ha. Rồi collagen thì là đây là cấu trúc của collagen các bạn ha. Rồi nó giúp cho nó hỗ trợ được gia tăng, được sinh sản nhiều hơn, và hai cái phần chất đạm còn lại là lại đây, nó nằm ở đây và nó tăng cái mật độ ẩm của da, do đó nó đẩy cái da của mình lên và da mình không còn dùng như cái hình trước các bạn thấy nữa. Đó. Thì ở đây mình có nói này ha, Dapurin và Biclican là cái chất giữ ẩm cho da nằm ở đây. Rồi anh chàng này là collagen 1 nằm ở đây. Và TGF beta là cái chất mà nó là điều khiển chính của cấu trúc của da các bạn nhé. Rồi thì các bạn sơ sơ nó là như vậy. Thì bây giờ các bạn thấy là cái bốn cái hồi nãy mình nói cái khoa học thứ hai đó là khoa học age lock, ấy là tuổi, lock là khóa lại tuổi tác, thì nó là cái thành phần hỗn hợp của năm cái chất hoa của trong cái kem rửa mặt của mình. Và đây là bốn loại khác nhau, tại vì nó là bốn loại da khác nhau cho da khô, da già, da nhạy cảm và da mụn các bạn. Tuyệt vời chưa các bạn? Thành ra khi mà các bạn dùng cái mua cái sản phẩm này, các bạn nhớ đi theo các loại da của mình. Và đây là bốn cái chất mà nó là toàn các bạn thấy từ loại hoa khác nhau, mà nó cái chức năng của nó là chẳng hạn như anh này là sửa chữa các tế bào da bị tổn thương ha. Rồi đây là cái anh này thứ hai là một kho báu từ biển sâu, tăng khả năng miễn dịch của mô da và chống lão hóa. Và cái thành phần hoa thứ ba đó là giải độc cho các tế bào của da và trẻ hóa làn da. Thành phần thứ bốn là tái tạo da và chống lão hóa. Thành phần thứ năm tăng cường sức sống của da và khả năng phục hồi của tế bào da và giúp cho da rực rỡ. Đây là hoa hồng, vâng, của cái loại không phải hoa hồng bình thường mà đây là cái tên của nó các bạn, vâng. Và các bạn ạ, thì theo như cái sự đề nghị của khoa học da là mình đó là cái máy LumiSpa là nó giúp cho cái trẻ ra đẹp, ra sáng, rạng rỡ ra từ cái bảy cái lợi ích mà các bạn thấy, làm cho săn chắc lỗ chân lông là bên ngoài và mình luôn luôn là có ở bên trong các bạn. Thì đây là cái sản phẩm mà collagen các bạn thấy mình đang cầm trên tay. Thì cái này là sức khỏe, nó là sức khỏe cho da của mình, và mình uống vào bên trong các bạn, nó gọi là Beauty Focus Collagen Plus các bạn. Thì đây là cái chức năng của nó có ba thành phần và đây là ba chức năng ha, nó ha. Và cái công dụng của nó đó là cái chất mà collagen peptide ở trong này đó, thành phần thứ nhất nó giúp tăng cường sản xuất collagen và elastin cho da của mình, và cái chất thứ hai là từ trong hoa vạn thọ thì nó giúp cho rạng rỡ và bảo vệ chống lại các tác nhân mà gây ít oxy hóa cho cái mà da mình đã hứng chịu mỗi ngày. Và cái thứ ba là phytoceramide á, thì nó là hàng rào giữ độ ẩm cho da các bạn, và do đó mình cần dùng ở bên này, ở bên trong, vâng. Và thì tới đây là mình xin lỗi là tiếng ồn, tại mình đang ở trong một cái môi trường mình không thể tránh được. Thì các bạn ạ, cảm ơn các bạn đã nghe cái bài chia sẻ cho tới giờ phút này, và mình xin hẹn lại các bạn trong một cái bài nói chuyện sau. Vâng, xin cảm ơn và xin chào ạ.